cách lắp khung kệ sắt chữ V để trồng rau tại nhà. Để có ít rau sạch ăn những ngày Tết, gia đình Đậu Đậu đã mua một kệ sắt chữ V có lỗ để trồng rau ngoài lan can nhà mình. Khung kệ sắt gồm có 1. Bù lon và đai ốc, 2. Các bát sắt cố định các góc, 3. Cây sắt dài 42 cm, 4. Cây sắt dài 67 cm, 5. Cây sắt dài 120 cm. Đầu tiên, chúng ta tạo hai khung bên ngoài với các cây sắt dài 120 cm và cây sắt dài 67 cm. Lưu ý, đây là sắt chữ V có kích thước 3 x 5 cm, nên các bạn làm đúng chiều 3 cm và 5 cm của các cây sắt vuông như trên clip. Để sau này có thể gắn được bù lon và quan trọng nhất là có thể gắn được chậu trồng rau. Hai khung bao bên ngoài đã lắp xong, được dựng vào tường. Sau khi tạo hai khung bao bên ngoài, bây giờ chúng ta lắp các thanh chiều rộng dài 42 cm vào hai khung bao ngoài vừa gắn xong. Luôn lưu ý, đây là sắt chữ V có kích thước 3 cm x 5 cm, nên các bạn làm đúng chiều các cây sắt như trên clip. Bù lon và đai ốc rất nhiều, nên các bạn cứ bắt hết và siết chặt tại ba mặt góc các tầng để kệ thêm chắc chắn. Thành quả, kệ trồng rau đã được lắp xong sau khoảng 10 đến 15 phút. Nếu bạn mua khung kệ sắt chữ V, lỗ 67 x 42 trồng rau, thì khay nhựa có kích thước 63 x 40 x sâu 16 cm. Bây giờ chúng ta có thể lắp các chậu trồng rau vào kệ. Đổ đất sạch có sẵn phân bón vào các khay nhựa để chuẩn bị trồng rau thôi. Vậy là chúng ta đã có một kệ trồng rau sạch để ăn mấy ngày Tết rồi. Gia đình Đậu Đậu đã trồng thử rau muống mầm, bắt đầu thu hoạch thành quả. Trộn gỏi với cà rốt và giấm ăn. Rồi thêm một ít hành phi. Cô giáo Ngô Bích Loan, mọi người ủng hộ nha. Và kết quả là có một dĩa rau trộn thật ngon. Gia đình Đậu Đậu cảm ơn mọi người thật nhiều. Hy vọng mọi người xem clip thú vị.